Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay trước mặt quý vị đây là hồ sông Dây thuộc xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ở chỗ này thì mé bên trái quý vị là bên tỉnh Đồng Nai, còn mé bên phải của quý vị là Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ này là giáp danh giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nước mùa này đang cạn nên nước nó chỉ được thế này, chứ còn mùa mưa là nước nó sẽ lên đến tận lên trên cái chỗ cây cỏ ma trên này. Mùa này là mùa nước cạn quý, mùa khô đầu mùa mưa. Nước chưa ngấm vào đất, chưa chảy ra được lòng hồ. Ngoài ra thì bên huyện Xuyên Mộc họ làm cái đường vành đai nên họ xả nước bớt đi nên không có nhiều nước. Thì ở chỗ này có cái lô đất này bán rất là hợp lý và vừa và giá cũng tốt này quý vị. Lô đất này là có vườn trái cây. Vườn trái cây, mít, có bưởi, có bơ. Đấy, thì dưới này trồng mít này, có chuối này. Thì vườn trái cây này là xanh tốt và có cây trái là thu hoạch rồi nhé. Thì có mặt hồ, được 60 mét mặt hồ nha quý vị. Dọc cái dọc chuối này là 60 mét mặt hồ. Tuy nhiên là bây giờ mùa khô nên nước nó còn ở ngoài xa xa kia, nhưng nó chưa vào đến sát ở trong này. Đó, phía này là có một cái thác ở phía này, nếu mùa mưa thác nó chảy đứng đây nghe thấy tiếng thác nước luôn. Thác nước. Thì trên này là cái lô đất này có diện tích là trên sổ là 2.500 m², có 100 thổ cư, diện tích thực tế sử dụng là và trồng cây trái này lên đến 3.500 m². Vậy là bởi vì là lòng hồ này ngày trước người ta cắm mốc rời xuống dịch lòng hồ nên dẫn đến là người ta trồng cây trái hết luôn. Đây trên này có bưởi này quý vị này. Đấy, ở dưới có mít, trên này có bưởi, đây có cây bơ này, có cây điều này, không làm tính hoa quả này, đây, cây bơ này, điều. Rồi cây mãng cầu. Đó. Cây mãng cầu ở trong Nam này gọi mãng cầu chứ ở ngoài Bắc gọi là cây na. Đấy, ngoài kia có một cây bơ nữa. Đấy, cây mãng cầu ấy. Quả nói chung là cây trái này là thu hoạch được rồi nha quý vị. Cái này chủ có một cái ông ở chủ cũ ở đây, ông ấy trồng cái cỏ này nuôi dê nên nó hơi xanh tốt. Nó hơi bị kín lô đất. Khổ đất khá là đẹp nhé, khoảng 60 nhân với lại bốn mấy, 43 45 gì đó, 2.500 m² đấy là trên khổ đất. Còn trên thực tế thì chiều sâu hơn đến cả 3 sào rưỡi. Trên này thì dọn cỏ sạch sẽ hơn, ở chỗ này vẫn đang trồng cỏ này. Trên này chắc cắt cỏ cho dê rồi, sẽ cắt lần lượt, cắt sau nó lại mọc lên như thế này này quý vị. Đấy, bưởi rất là tốt này, bưởi da xanh luôn. Cái đường đi vào lô đất thì được 3 mét nha quý vị. Bên kia người ta cũng bỏ đường nhưng mà không chịu bỏ hàng rào này, thì tạm thời đường 3 mét của mình đây. Đường 3 mét này đi đến cái cổng kia là đường vào. Đến đây là cái mô lô đất của mình, thì ranh giới là đến cái cột này, cắt ngang sang bên kia. Cái mặt hồ ở dọc phía này. Đấy, mặt hồ ở phía dưới đấy. Lô đất thì dốc dịch dịch xuống. Thì cái đường này ngày trước là định mình đi đường bên cạnh này, là có chủ đất bên cạnh này người ta mua cái đường 4 mét luôn. Nhưng mà do làm việc được chưa được rõ ràng nên cuối cùng là làm cái đường này 3 mét. Nếu mà bên này cũng đi chung nữa thì thành đường 7 mét nha quý vị. Đấy. Đó. Thì đường 3 mét này đổ thêm lớp đá nữa ô tô vào thoải mái, kể cả bây giờ ô tô cũng vào được, không sao nha quý vị. Ít người đi lại nên cây cỏ nó hơi mọc chút thôi. Trời mưa này. Ngoài này là phía nhà chủ cũ là xe cộ đi được vào nha quý vị. Có cái sân này để có thể để ô tô, nhưng người ta đây là của chủ cũ không phải là lô đất nhà mình. Đất mình ở phía đằng sau cái nhà này. Đó, thì cổng vào ô tô vào được thoải mái. Cổng nhà mình ở bên cạnh cái cổng vào của nhà này. Cái cổng nhà mình bên này. Đó. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.